Các bạn cứ lâu một lượt cho mình. Đây. Rất là sạch luôn. Đây các bạn, sạch bóng luôn nhá. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của kênh Mèo Vặt TV. Và video hôm nay mình sẽ chia sẻ một cái mẹo để các bạn tẩy trắng chậu rửa mặt bồn cầu sử dụng lâu ngày nó bị ố vàng như các bạn quan sát trên màn hình. Đây là mình đã cọ bằng bàn chải rồi nhưng mà nó không thể sạch được nữa bởi vì chúng ta sử dụng lâu thì những cái mảng bám nó bám lâu ngày rồi. Đấy, video hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để tẩy rửa cho nó trắng bóng như mới nhé. Từ chậu rửa mặt này, bồn cầu này và gạch sàn nhà hoặc là gạch ốp tường nhé. Trước khi bắt đầu làm thì các bạn nhớ đeo găng tay vào nhé, đeo găng tay cao su vào làm để đảm bảo vệ sinh nhé. Đầu tiên các bạn chuẩn bị cho mình một bát giấm trắng này. Đấy, một ít giấm trắng đây các bạn đổ vào chậu này. Tiếp theo là chúng ta sẽ dùng một ít nước cốt chanh. Đây, một ít nước cốt chanh và giấm chúng ta sẽ trộn vào nhau. Tiếp theo các bạn cho một ít xà phòng vào nhé. Sau khi chúng ta đổ vào, chúng ta sẽ tiến hành khuấy đều lên. Đấy. Các bạn lưu ý là chúng ta không cần phải cho nước đâu. Dùng giấm trắng và nước cốt chanh là ok rồi. Nếu mà nước ít thì chúng ta bổ sung thêm một ít nước nữa. Và các bạn chuẩn bị cho mình một miếng rẻ nhé. Rẻ bình thường thôi, chúng ta dùng để lâu. Đây, chúng ta sẽ khuấy cho xà phòng tan trong hỗn hợp giấm trắng và nước chanh đi. Đấy. Sau khi có được dung dịch như này, các bạn sẽ tiến hành lau chậu rửa mặt trước nhá. Chúng ta sẽ lau chậu rửa mặt trước và chỗ nước thừa thì chúng ta sẽ đổ vào bồn cầu để chúng ta vệ sinh bồn cầu nhá. Bây giờ mình sẽ tiến hành lau chậu rửa mặt nhá. Các bạn cứ lâu một lượt cho mình. Lâu qua là nó nhìn đã sạch rồi này. Bình thường chúng ta rửa bằng xà phòng không thì nó không sạch nhá. Mình cứ cho một ít giấm và một ít nước cốt chanh vào, chúng ta trộn với xà phòng. Sau đó chúng ta sẽ lau. Các bạn lau kỹ vào nhá, lâu cho nó thấm đều hết đi. Đây, ố vàng bám ở đây rất là nhiều này. Ok nhé, sau khi các bạn lau xung quanh một lượt hết rồi, chúng ta sẽ để vậy khoảng 15 phút. Sau đó chúng ta sẽ xả nước nhé. Xả rửa và nó sẽ sáng bóng luôn. Và trong quá trình chờ đợi thì mình sẽ vệ sinh luôn bồn cầu nhé. Đây, mình sẽ mang luôn cái hỗn hợp dung dịch này sang bên bồn cầu, mình sẽ đổ ra sàn, ra nền bồn cầu, xong mình sẽ dùng chổi cọ để cọ nhá. Đây các bạn quan sát, những cái ố vàng này bám khá là lâu rồi, giờ rất là khó rửa nhá, rửa nó không ra luôn. Đấy, mình sẽ xịt nước qua một vòng. Rồi. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành đổ lên xung quanh cái bồn này nhé. Các bạn đổ xung quanh cái bồn này. Sau đó chúng ta sẽ dùng chổi chúng ta cọ. Đây, các bạn sẽ tiến hành cọ. Đây. Các bạn cọ một lượt nhé, cọ một lượt cho nó ướt đều hết đi. Sau đó chúng ta sẽ để vậy trong vòng 15 phút. Đây, bọc vào nó đã gần như là ra hết rồi này. Đấy các
chúng ta cọ lan ra cả cái nền gạch này nhé, để nó được sạch sẽ. Ok các bạn, cọ cho nó đều hết rồi, chúng ta sẽ để vậy khoảng 15 phút. Sau đó chúng ta sẽ cọ qua một lượt nữa rồi rửa nhá. Đây các bạn, sau 10 đến 15 phút thì các bạn sẽ tiến hành xả rửa nhá. Đây mình sẽ dùng vòi hoa sen mình xả rửa luôn. Đây. Rất là sạch luôn. Đây các bạn, sạch bóng luôn nhá. Đấy các bạn, rất là sạch, sáng bóng luôn. Đấy, bây giờ mình sẽ sang bên bồn cầu, mình sẽ rửa bên bồn cầu nhé. Đấy. Bây giờ mình sẽ mở vòi xả bên trong cho nó sạch luôn. Đây các bạn, rất sạch luôn. Cái cách làm này rất là hiệu quả, đơn giản nhưng mà rất là sạch sẽ. Và các bạn hoàn toàn có thể áp dụng theo cách này để vệ sinh nhá. Đấy. Và video của mình đến đây cũng xin kết thúc nhá. Các bạn xem video nếu thấy hay, có ích thì hãy bấm like, đăng ký kênh và chia sẻ cho mình nhá. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.